Rồi cái ớt đó ngon lắm luôn á, cái ớt đó của anh Tú á. Rồi rồi ngồi với bà nội nha, ai đồ của bà nội. Rồi con lên đây đi, con lên đây đi. Bắp xào chay bắp xào chay. Hai xào. Tuấn Dũng xào. Đinh nờ, ăn đinh nờ buổi tối nè, trời ơi, Diễn Nhiêu đã quá. Ơi, tủ được ăn rồi. Tủ được ăn rồi nè, bà nội cho. Tủ ở đây ngồi đi, cho bà nội ngồi đó. Bà nội ngồi đây đi, bà nội ngồi đây đi, để tủ ngồi đó đi. Trời, tủ chiếm chỗ của bà nội luôn. Thôi, chồng ngồi đi. Tủ có thương bà nội không? Có hả mấy em rầy? Tủ không quay clip với bà nội, người ta hỏi quá trời luôn kìa. À, viết bản hả? Trời ơi, giỏi quá, viết bản. Viết bản của ai mua vậy? Ai mua chứ? À, ai mua cho con này vậy? Ai mua cho con vậy bản nha? Ba mua, mẹ mua. Dễ gì vậy? Dễ gì vậy? Không biết hả? Đồ hũ dễ em bé đi. Dễ em bé. Ờ dễ em bé đi. Giờ đi là giờ đồ hũ đang mắc nói đó nha mọi người. Đó trời ơi, idol chuẩn bị. Con đi bác sĩ chết. Con bệnh, con đi bác sĩ chết. À, tại đã mấy bữa là con không có nói là tại con đi bác sĩ chết đúng không? Kế bà xanh đẹp nè, ngồi không? À, ngồi kế bà nội. Em bé mà không ngồi hả? Rồi, ngồi xin mời cả nhà. Ngồi không? Ngồi đây, ngồi đây. À, rồi, rồi, vậy qua bên đó ngồi đi, coi chừng kẹt chân em. Ngồi đây. À. Ngồi đây đi. Không, vậy kéo cái ghế này qua, cho nó đi, em ngồi gần ha. Rồi. Con ngồi vậy sao con ăn Diễm? Bà nội chích cái ghế này qua đi. Ủa hình như nó tắt rồi phải không Dũng? Dạ. Rồi đó bà nội ngồi xuống đi. Bà nội đây con quay cho. Đây nè, bún nè, bún nè. Gia đình đông vui. Ủa này tiệc gì vậy ta? Không có tiền cái gì đâu mà bà nội đây. Rồi cậu nói chuyện với bà nội đi con. Cái này là cái gì vậy? À cái bảng hả? À cậu chỉ cho bà nội vẽ đi. Bà nội không biết chơi á, con chỉ cho bà nội chơi đi. Con để lên bàn con chỉ bà nội đi. Nè. Con vẽ bà nội nè rồi. Con để lên đây vậy. Trời ơi, bữa tôi đi coi bói đó là cái bà coi bói đó, bà nói sao biết không? Năm nay nhà có đám cưới mà có luôn cả tin vui nữa. Căng Dũng rồi. Ờ, nói bà coi, nào giờ nói thật sự luôn, lâu lắm rồi mới coi bói. Tự nhiên à, không phải, tự nhiên là cái bà đó lâu năm lắm rồi mới gặp lại. Thì tự nhiên cái bà coi, bà nói chúc mừng Lê Giang nha. Năm nay là nhà có... đám cưới nè, rồi có đẻ con trai nữa, rồi cho biết con trai luôn. Con trai luôn, giữ chưa, giữ chưa. Trời đất ơi, vậy là tôi sắp có cháu ngoại trai. À, đẻ con trai, đẻ con trai nè, cháu nội là con gái, cháu ngoại là con trai. Em bé chào luôn em bé. Em bé. Trời bé. Tổ, tổ thích em bé không? Con thích em bé không? Thích không? Con thích không? Thích em bé lắm nha. Ngủ bên nhà ông nội chơi đó. Cái xong chạy lên canh em bé cho ông ta luôn. Ghê vậy? À, ghê mẹ. Ghê mà, con ghê mà nội. Ờ, à, con ghê mà nội hả? Trời ơi, quá trời quá đất rồi. Đó, là đó. Là tự nhiên à, mấy năm trời đâu có coi con. Hết bệnh chưa vậy? Hết đau bụng chưa? Quá rồi nè. Uống cái thuốc đó con thấy đỡ không? 6 viên một lần nha. Một buổi uống có 3 viên uống. Hả? Con bệnh luôn. Con bệnh luôn rồi hả?
À, con đi bác sĩ chí. Trời ơi. Dạ ba con. Rồi ba cho cỡ với con hả? Bác sĩ chích đâu cậu Hữu? Bác sĩ chích đâu? Chích đó đó hả? Ủa bữa giờ cậu Hữu không có qua bà nội, cậu Hữu có nhớ bà nội không? Bà nội gì? Bà nội Giang rồi. Bà nội Giang con đẹp không? Con làm cung cưng bà nội coi. Chết da cao rồi. Ai hả? Ai? À hơi cay. Rồi thôi nhả luôn đi. Thôi cho nước vô. Thôi con ăn này đi, cái này là chả nè. Cho con chả đó. Chả nè. Xin lỗi con nha, rồi. Ok. Ý dạ. Ba lộn cho con. Rồi, để ba đậm. Gia đình ăn buổi tối dinner ăn lẩu mà. Lẩu chay. Rồi ổ lẩu chay mà có nghi ăn chay với lại đồ mặn đụng. Lẩu chay rồi nghiêu nè, rồi bắp xào, uống rượu vang. Trời ơi. Lẩu chay này lộn. Ăn bút tua hết trơn. Chay đụng mà. Rồi, đây là con chỉ cái lẩu nè, đây cái lẩu chay ngon. Lẩu chay này cô Ba Lộc nấu nè. Thầy em Dũng mua à. Nè con để ở luôn mẹ. Ôi thơm quá ha, thơm quá lẩu ha. Thơm lắm. Hỏi này nghiêu của mẹ nè. Nghiêu của mẹ đúng rồi. Cô Ba Lộc. Dũng lắm luôn. Rồi, quá trời quá đất luôn. Dũng làm luôn. Trời ơi, Tuấn Dũng nó giỏi quá hèn chi. Bởi vậy, sau này tôi nhờ á. Con ăn đi. Đó, con ăn đi giỏi đi. Gì vậy? Hả? Rồi ăn đi. Rồi, ngon không? Dạ ngon. Chả chay hả? Em muốn đâu vậy? Ăn giống chả thiệt quá vậy? Hả? Ngon không? Ngon hết đi bà nội cho nữa. Lâu quá à, không quay clip mà khán giả hỏi tàu hủ đâu rồi cô Giang? Idol á. Tàu hủ là idol của bà nội. Bà nội là idol của khán giả. Tàu hủ là bà nội idol tàu hủ. Cái thứ hai. Thơm ngon á, lọt chả ngon á. Dạ, ok, cảm ơn cô Ba. Chú ăn chung lọt. Đây, có mình mẹ là ăn nghiêu à. Dũng nữa, Dũng nó ăn mặn luôn. Cô Hồng ăn gì vô? Cô ăn uống tiêu, này cũng tiêu. Cô ăn cái này. Đây con mời con viết đi, bà nội ăn yêu nha, bà nội ăn yêu. Cô ấy không thể đẹp hay đâu. Tạm được. Được mà. Bà nấu rượu. Bà nội uống rượu vang. Bên đây thấy không? Bà nội uống rượu vang. Đi rồi chúc mừng sức khỏe. Đây. Hả? Cái này của ai? Cái đó gì vậy tao hủ? Rượu bia. Tao uống được không? Tại không. Sao vậy? Nó chua. Rượu bia nó chua. Tại sao tao hủ? Tao hủ uống được không? Ai cho? Tao hủ còn nhỏ mà. Con nhỏ đâu uống rượu bia được. Rồi. Rồi. Vô nè, đó. Chơi luôn đi. Vô đây. Ôi, cả nhà vô trước đi. Trời. Sao vậy? Uống đi con nè. Mất cỡ. Tao hủ buồn gì kìa, nói cho bà nội nghe đi. Ngon quá, rượu đỏ ngon quá. Gì vậy? Tự nhiên cái mẹ bỏ con, ba bỏ con. Không có bỏ đâu con, đang ngồi đây nè. Sao ba mẹ bỏ hả? Con có bỏ đâu. Ba ngồi đây ăn nè. Tụi mày không để cô bóc được. Ba mẹ. Ngon. Ừ. Ba
ăn đi tụi con. Ăn đi, uống đi, dưỡng uống đi. Rồi uống đi nè. Uống đi, uống đi. Dạ, dạ. Nè con viết đi, con viết đi. Trời ơi, bà nội ăn ngon quá, bà nội ăn ngon quá. Tổ ăn nhiêu với bà nội không? Tổ ăn nhiêu không? Bà nội cho ăn không? Thôi, bụng em ăn nhiêu được không? Không, mẹ chắc con không nghĩ ăn được đâu. Tại vì nó dai, tao không dai, không có đâu. Vậy đồ hủ ăn nhiều chưa vậy? Rồi, em đã nhà ăn cơm. Cơm tàu hủ trứng. Cảm ơn bà nội. Rồi, đây. Đây nè, nhà đây. Đó, trời ơi. Trời ơi, con bữa nay mặt Phước nó ốm kìa. Ốc phép kìa. À, đây nè, Lê Lộc nè. Ứng Dũng nè, rồi. Chị có tâm đấu không? Đấu sao đâu, trong nhà mà. Rồi, bye bye mọi người nha. Gia đình ăn tối, ăn lẩu chay mà nghêu mặn. Rồi, bye bye mọi người.